Bình thường này, nếu như bình thường các em đi đi chơi đi chơi đâu đó, các em đạp phải dũng sình, hôi hôi thiêu, cái dũng sình hôi thối bẩn, các em phải xử lý như thế nào? Hải triều, em xử lý như thế nào? Hải triều Dạ thầy, đi về đi tắm tắm rửa cái chân liền đúng không, chứ để nó hôi, nó hôi rồi nó ngứa rồi sao, nó nổi mẩn nó ngứa rồi sao đúng không? Rồi Hồng Ngọc, Hồng Ngọc em nói coi, nếu như mà em bị đứt tay em sẽ xử lý như thế nào? hay là rửa lại vết thương và băng bó lại. Rửa lại vết thương và băng bó. Rồi các em thấy nè, khi cơ thể mình bị nhiễm bẩn hay là khi cơ thể mình bị tổn thương là các em biết cách chăm sóc đúng không? Thì mình đã được học từ nhỏ rồi mà, ngày nào mình không tắm cho mình đúng gì không, là mình biết cách chăm sóc vết thương của mình rồi. Nhưng mà khi cái tâm hồn, khi cái tâm lý của mình tiếp thu, mình coi phải một cái mẫu truyện đọc, mình coi phải một cái bộ phim đọc, hay mình đi qua một cái cảnh, một cái tai nạn nào đó tởm, mà mình lỡ mình coi phim kinh dị rồi, vậy thì tâm hồn của mình nó cũng bị nhiễm bẩn. Nhưng mà hồi đó giờ mình có ý thức là tắm gội cho tâm hồn mình không? Hoặc là khi mình bị tổn thương về tâm lý, khi mình tổn thương về tâm lý, ví dụ đó ai mắng ai chửi mình gì đó mà mình không có, mình bị quan đó, mình bị tổn thương về tâm lý, mình có nghĩ tới cái việc là phải chăm sóc cái vết thương tâm lý đó không? Hôm nay mình sẽ học cái bài là chuyên đề ô nhiễm thông tin vậy đó. Ô nhiễm thông tin. Rồi các em thấy là môi trường sống của mình là hiện đang ô nhiễm rất là nhiều đúng không? Nếu là ở Việt Nam mình và các nước đang phát triển với lại các nước nghèo á. Thì cái môi trường sống, môi trường không khí nè, môi trường nước nè, môi trường âm thanh, ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm sóng điện từ. Sao mà nó cứ tự chạy qua vậy? Lúc trước hay record đó, hay record cho nên nó tự chạy. Rồi ô nhiễm mạch nước ngầm, ô nhiễm lương thực thực phẩm, đúng không? Kể cả Việt Nam mình và các quốc gia trên thế giới đều kêu gọi là phòng chống ô nhiễm môi trường, đúng vậy không? Kêu gọi phòng chống ô nhiễm môi trường. Nhưng mà các em có thấy là có một tổ chức lớn nào hay là một quốc gia nào kêu gọi là phòng chống ô nhiễm thông tin chưa? Có chưa? Bảo Trân. Dạ em chưa thấy được. Chưa thấy mà cũng chưa nghe đúng không? Dạ. Chưa có nghe cái tổ chức nào hay là có quốc gia nào mà hô hào lên là chúng ta cần phải phòng chống ô nhiễm thông tin. Tuy rằng là báo đài này, các nhà khoa học này, người ta đều thấy là cái môi trường thông tin hiện nay là ô nhiễm rất là nhiều ha, và người ta cũng đang nghiên cứu về tác hại để làm sao mà để các nhà chính trị người ta thấy được cái sự tác hại sâu rộng của những cái thông tin không hay, thông tin độc hại. Rồi các em thường làm cái gì trên internet này? Đức Thịnh, nói coi Đức Thịnh. Dạ, em coi YouTube không? Coi YouTube, cái gì nữa? Em chỉ dùng, em chỉ coi YouTube. Coi À, YouTube thôi đúng còn không? những phần còn lại thì em hay lướt mấy cái mạng xã hội ở trên điện thoại. À, lướt mạng xã hội, lướt Zalo, lướt Facebook đúng không? Dạ. Rồi. Chứ có thời gian đâu nữa à? Đi lung tung nữa, nhiều đó là cái hết thời gian rồi đúng không? Tuấn Kiệt, em thường làm gì cho internet? Em thường thì em hay đọc truyện, rồi không thì em đọc tin tức tí, rồi sau đó thì em chơi game online tí xíu vậy. À, đọc truyện, chơi game online.
cũng có rất là nhiều truyện hay, có rất là nhiều game hay đúng không? Rồi, thêm một cô gái đi. Cát Khánh. Dạ thầy. Em thường làm gì trên internet nè? Dạ, em thường coi YouTube với lại lướt Instagram. Instagram. Rồi, có rất là nhiều thông tin bổ ích trên internet đúng không? Hay trên TV cung cấp cho mình kiến thức vô hạn. Nhưng mà song song đó cũng có rất là nhiều thông tin độc hại trên internet cung cấp cho những mình những cái kiến thức độc hại. Đúng không? Rồi mình sẽ điểm qua một vài cái trang web. Trang web đọc truyện đây. Truyện là nhiều cái truyện độc hại nhất. Thầy gọi chữ truyện đi ha. Giờ không biết trang nào. Có gợi ý cho thầy trang nào không? Kể cho thầy coi các em thường đọc truyện trên trang nào. Trang nào Cát Khánh? Dạ, em thấy quá tác thầy. Wattpad. Journal.vn thì có sự kiểm soát của Việt Nam đỡ hơn ha. Mấy cái đùa.com á là nó tràn lan, nó nằm ở đâu nước ngoài nó không có sự kiểm soát lớn ha. Còn .vn là có sự kiểm soát này. Tại vì cái tên miền này nằm ở Việt Nam. Rồi các em thấy là đập vào mắt mình. Đây là những mẫu truyện đa phần là mẫu truyện ngôn tình đúng không? Đó, toàn là truyện ngôn tình không. Ngôn tình thì cũng phải là 17, 18 tuổi mới được đọc. Mà có người thì lớp 5, lớp 6 đã đọc rồi. Đúng không? Các Khánh nó cười. Các Khánh đọc từ lớp mấy các Khánh? Dạ, em đọc truyện Conan đâu mà thầy. Conan đọc từ lớp mấy? Dạ, lớp lớp 4 thì biết, sau lớp 5 mới đọc thầy. Lớp 5 đọc. Bạn nào đã từng đọc truyện Conan thì giơ tay thì xem. Quá trời quá đất người đọc. Sao giơ tay coi, giơ tay hết luôn đi. Ai đã đọc truyện Conan giơ tay hết. Trời quá trời luôn, thầy cũng có đọc luôn. Bảo Trân. Bảo Trân nói ra. À, Em đọc Conan từ năm lớp mấy? em cũng nhớ nữa nhưng mà cũng lâu rồi thì Lâu lắm rồi. Con gái quá trời luôn. Minh Phú. Minh Phú đọc Conan từ lớp mấy? dạ lớp 5, lớp 6 gì đó thầy cũng không nhớ nữa. Lớp 5, lớp 6 thì cũng nhớ. Rồi. Nhưng mà bây giờ quay ra. Bộ văn hóa thông tin của mình quy định truyện Conan bao nhiêu tuổi mới được đọc? Dạ thầy là 16 cộng. 16 cộng mới được đọc nghe. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Mình trang này là trào do là của Việt Nam cho nên là nó chỉ để mấy cái chuyện ngôn tình thôi, các em thấy không? Bây giờ mình qua mấy cái trang chấm cơm đi ha. Đó, mở đại cái trang nào đó đi. Các em thấy không? Cái này cấp độ cao hơn. Các em thấy những hình ảnh nó là gì? Để kích thích người ta đọc hơn. Đó. Quá trời quá đất. Nó còn nhiều thể loại bên trong nữa. Nhiều thể loại bên trong. Rồi thầy hỏi các em một điều nữa. Một học sinh cấp 2 đi, ôm cái máy tính và cái điện thoại một mình mà lên cái trang này, hỏi các em có nhấp vào mấy cái truyện này để đọc thử không? Có không? Nhất là lớp 8, lớp 9, 7, 8, 9. Có đọc thử không? Mình ngồi một mình còn đọc nhấp đọc thử nữa, nói chi tụi nó. Đúng không? Giả sử giờ cho các em rảnh, các em ngồi mình, các em lướt lên đây cái đi.
mấy cái truyện kia đọc hết rồi, như Conan hay là Doraemon hay mấy cái gì đó đọc hết rồi. Bây giờ hết truyện để đọc rồi. Có nhấp vô mấy cái này để đọc không? Và có những người là yêu hết những cái thể loại này. Đó. Rồi, bên trong, sau bên trong nó còn những cái thể loại ổn hơn nữa ha. Rồi, nay đỡ ha, nay đỡ. Hôm nay là bộ văn hóa mình, bộ văn hóa thông tin mình nó ràng buộc cũng khá là nhiều. Và mấy cái trang phim thì hôm nay đỡ hơn rồi. Mấy trang phim nay đỡ hơn là khi mở lên là nó không có những mấy cái phim độc hại ập vào mắt, mà có những cái phim mà bình thường ha, khá là bình thường. Có bạo lực, có bạo lực thì nhiều. Mấy phim bạo lực thì nhiều, nhưng mà mấy phim nó tẩm tẩm thì nó lại không có ấy lên. Đỡ thì do cũng bộ văn hóa mình đỡ, bộ mình cấm rất là nhiều trang phim rồi đó, mấy cái trang phim lậu á. Còn truyện thì chưa nè, truyện vẫn còn tràn lan quá. Tại vì các em thấy là những cái thể loại mà thông tin không hay, độc hại hay gọi là thông tin bẩn ha, thông tin bẩn là những cái thông tin độc hại á. Còn những thông tin mà không phù hợp với lứa tuổi nữa, ví dụ Conan tới giờ này mới bắt đầu được đọc thôi, chứ đâu phải lớp 5 đâu, mà đọc từ lớp 4, lớp 5, lớp 6 rồi. Thấy chưa? Thấy không đúng lứa tuổi chưa? Không. Rồi còn nhiều thể loại mà các em cũng đã từng tiếp xúc rồi. Rồi tác hại như thế nào ha? Không có tác hại nhiều với mình đâu. Tại vì mình sao? Thời gian mình học còn không có ở đâu mà mình bị mấy cái tác hại linh tinh đó. Nhưng mà thầy sẽ nói để mà các em thấy là tác hại đối với những người khác và tác hại đối với xã hội như thế nào ha. Rồi, mình đi vô cái một chút xíu dẫn chứng. Các em thấy là thống kê về các rối loạn tâm thần, có 30% người Việt Nam bị rối loạn tâm thần. Trong đó như đây, 30% bây giờ là 30 triệu đó nha. 30 triệu bị rối loạn tâm thần từ nhẹ cho tới nặng, đúng không? Và tự đọc nha, tự đọc. Hô ha, hô. Hô nghiên cứu là sắp xỉ 298 triệu người mắc trầm cảm. Trầm cảm thôi nha. Trầm cảm nó chỉ là một phần ở trong các rối loạn tâm thần thôi nha. Trầm cảm là một phần trong các rối loạn tâm thần. Tại vì mình trầm cảm cao là lý do tại sao, biết không? Thế giới bây giờ là làm việc văn phòng nhiều quá đó. Làm việc văn phòng nhiều rất là dễ bị trầm cảm nha. Nhất là các nước phát triển á, trầm cảm họ nhiều cao lắm. Còn mình là mình bị các rối loạn tâm thần khác. Là năm 2014. Cái hai công cụ này làm sao để cho nó nhỏ luôn, nó che riết à. Năm 2014 là có 17.000 người trầm cảm ở Mỹ, đúng không? 22/3 không nhận ra. Và chỉ có 20% bệnh nhân này có điều trị đúng chuyên khoa và đúng phác đồ. Nhưng mà đó là ở Mỹ đó nha. Ở Mỹ là rất là nhiều phòng khám và điều trị tâm lý, rất là nhiều bác sĩ tâm lý, rất là nhiều chuyên viên điều trị tâm lý, tham vấn tâm lý. Ở Việt Nam mình rất rất là ít, Việt Nam mình chắc chừng được 1% là mừng. 1% những người được điều trị đúng chuyên khoa và đúng phác đồ. Còn bệnh tâm điều trị tâm thần thì mình có thể cao cao hơn chút, nhưng mà điều trị tâm lý là không có. Thì tâm lý có dài phòng khám ở dưới thành phố Hồ Chí Minh. Và số lượng chuyên viên tham vấn tâm lý mà giỏi á cũng rất là ít ha. Rồi các em thấy nè. Đó. Đọc ha, tự đọc nha, tự đọc. Hay không đọc hết. Rồi trung bình 50 bệnh nhân khám điều trị và trầm cảm mỗi ngày. Có 50 người à. 30 triệu. Hay là về trầm cảm. 30 triệu rối loạn tâm thần. Trong đó tỷ lệ trầm cảm rất là cao và có 50 người mỗi ngày đến khám. 50 người có thể là lặp lại nữa là khác. Đúng không? Tính cho 50 người này là 50 người mới mỗi ngày đi. Đó. Đó, cái này báo ha. Rồi, một tí thầy sẽ nói tại sao thầy đề cập tới tới cái rối loạn tâm lý ha. Tại sao thầy sẽ nói, thầy nói sao ha. Rồi đây là tình hình tội phạm. Tình hình xã hội. Đáng chú ý nè,
Đối tượng dưới 14 tuổi chiếm 20%. Thấy không? 17 ngành vụ mà chiếm 20% là nhiêu? 17 ngành chia cho 20% nhân cho 20% ra nhiêu? Có 1.000 mấy trăm vụ đúng không? 1.700 vụ, hơn gấp đôi lên 3.000. 3.400 vụ. Rồi. Vậy thì thông tin bẩn nó có thông tin ô nhiễm á, nó có ảnh hưởng gì đến cái xã hội của mình, đến những cái tình hình phạm tội như vậy mà tự nhiên hay đưa ra đúng không? Tự nhiên hay đưa ra cái thông tin ô nhiễm này, hay đưa ra bệnh tâm thần, rồi hay đưa ra là cái tỷ lệ tội phạm, cái số vụ tội vụ phạm tội vi phạm pháp luật của Việt Nam. Rồi các em coi đi ha. Dẫn chứng mới nhất về cái tội phạm thiếu niên, thanh thiếu niên ha. Năm 2018-20 thì có 11 vụ, đúng không? Trong đó có 16.000 đối tượng. Riêng năm 2020 này là có 4.300 vụ, 6.000 đối tượng là thiếu niên, người chưa thành niên, người chưa thành niên, cái này dưới 18 tuổi á. Có 4.000 vụ mà 6.000 đối tượng. Riêng năm 2020 là có 6.000 đối tượng ha. Cho 4.000 vụ án xảy ra. Rồi, thầy dùng từ khóa này để thầy tìm kiếm trên báo Xin News. Đây. Hiệu trưởng cấp 2. Bị ha. Rồi. Bài lắm. Giang hồ triệu tập đó. Khổng chiến. Đây, năm thanh niên. Năm thanh thiếu niên. Có thanh niên có thiếu niên luôn. Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu. Các em thấy không? Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, lời qua tiếng lại. Có cái gì đâu mà ghê gớm đâu mà phải đao to báo lớn, búa lớn đúng không? Có cái gì ghê gớm đến nỗi vậy nè. Các em nhìn. Đúng không? Rồi. Mấy đứa này lớn lên. Đó. Nó lên thành giang hồ chứ còn hành gì nữa. Hồi nhỏ ăn nhậu. Rồi, những vụ án này. Đây, đây, nhìn các em nhìn. Trạc tuổi các em. Năm 2020, 15 tuổi. Năm nay nó 16 tuổi. Có phải bằng tuổi các em không? Đúng không? Trong khi mình đang ngồi đây học, thì tụi nó đang ngồi ngoài đó, nó chơi, ăn chơi, coi mấy cái clip độc hại, coi mấy cái chuyện độc hại, chơi mấy cái game độc hại. Trong khi thời điểm hiện tại đang cùng thời điểm thôi, mình ngồi đây mình học. Đúng vậy không? Các bạn hát, các bạn trẻ tuổi mình ngồi ngoài kia, có đứa thì phải ở trong tù nè. Đó. Nhiều lắm ha, nhiều lắm. Đó nè. Cái này là thiếu niên thôi nha. À, thiếu niên. Để hết. Tại sao thiếu niên bây giờ nó lại nhiều ha? Rồi hãy nói sơ một chút xíu về cái tác hại của thông tin bẩn cái đó. Các em thấy nè, ai dạy cho mấy đứa đó nó làm vậy? Đây. Rồi, vụ này bị bài báo này bị gỡ rồi cho nên em biết chưa? Đây. Một vụ rất là điển hình cho ô nhiễm thông tin. Rồi các em đọc kỹ bài này. Bé này nó cũng trạc tuổi các em nè. Cách đây 3 năm, nó 13 tuổi thì bây giờ nó là 16 tuổi đúng không? 16 tuổi cũng là tuổi các em chứ gì nữa. Các em là 16 lên 17 đúng không? Rồi. 13 tuổi thôi. Đó, thực hiện hành vi này. Rồi sau đó thực hiện hành vi này. Rồi nhìn nè các em nhìn nè. Đặt một câu hỏi thôi. Ai dạy cho thằng bé này làm những cái điều này? Ân Định, nó thử xem Ân Định. Ai dạy cho thằng bé này làm những điều này? Dạ thưa thầy, là em nghĩ là không ai dạy, nhưng mà do là xem những cái thiết bị, những cái đoạn clip thông tin trên mạng nhiều quá rồi. Thành ra như vậy.
Có bằng chứng nào không? Có bằng chứng nào để nói là nó xem mấy cái này để nó thực hiện hành vi này không? Dạ thầy, là em nghĩ là thôi thầy không rồi, nói đi nói đi nói đi, nói quan điểm của em là sao? Do cha mẹ cho sử dụng các thiết bị điện thoại sớm, hoặc là theo bạn bè cùng lứa thì rủ rê nhau làm những việc không tốt. Các em thấy nè, con bé này nó ở tỉnh Lai Châu, ở cái xã Mường Kim, huyện An Yên. Này cũng là vùng sâu vùng xa chứ không phải gì. Tại vì con bé gái này nó đi hái rau cho lợn, mà cái miếng là chỉ có vùng quê nó mới đi hái rau cho lợn thôi, mới có rau để đi hái thôi. Chứ ở sống ở đô thị thì làm gì có rau mà đi hái, đúng không? Mà vắng vẻ nữa, đâu phải nhiều người đâu, vắng vẻ nó, hàng bé này nó mới thực hiện được hành vi này. Đó là ở thôn quê thôi. Vì khi mình nói là, khi các nhà khoa học nói là thông tin ô nhiễm nó tác động đến thằng bé này, cái những người ta phản biện, người ta hỏi là anh có bằng chứng nào để mà nói là cái thông tin ô nhiễm, nó coi phim, mấy nhà sản xuất truyện, anh có bằng chứng gì để mà nói rằng là nó coi phim, nó coi truyện, nó thực hiện những hành vi này? Ủa nhưng mà giờ đặt lại ngược lại câu hỏi là thằng bé này thực hiện những hành vi này là do ai dạy? Bây giờ ba mẹ nó dạy những điều này à? Anh chị nó, bà con nó, người thân nó dạy những điều này, thầy cô nó dạy, có dạy những điều này không? Nó toàn là học ở trên mạng không? Nó còn là, toàn là coi xem trên mạng thôi, đúng không? Ủa mình cũng trải qua tuổi 13 vậy? Các em cũng trải qua tuổi 13, thầy cũng trải qua tuổi 13, các em sẽ trải qua tuổi 13 như thế nào? Đúng không? Rồi, vậy thì như vậy. Khi xem quá nhiều những thông tin này, những thông tin độc hại, mà lúc mà chúng ta bộc phát tuổi 13 là đang bộc phát tuổi gì thì, đúng không? Bộc phát ham muốn, lý trí không còn kiểm soát được, nhưng mà cái ngữ cảnh nó đang đứng á, nó giống y như trong phim hay là trong truyện mà nó đã đọc. Các em hiểu không? Nó đang đứng ở cái ngữ cảnh giống y như trong phim, trong truyện mà nó đã đọc, và nó còn tưởng tượng thêm nữa, nó ảo tưởng nhiều lắm, thì nó sẽ hành động theo những cái gì trong tiềm thức nó đã xem, những cái gì trong quá khứ nó đã xem, nó đã học được trong quá khứ. Thì xem phim, đọc truyện là nó cũng được học được, đúng không? Đúng gì không? Đó, nó sẽ hành vi, thực hiện những hành vi theo như những cái gì trong tiềm thức nó đã học. Này, cái máy hành vi này có giống như trong game không? Giống như trong mấy cái game như PUBG nè, Half-Life nè, Crossfire nè, mấy game bắn nhau, đúng không? Bắn nhau mà lúc chiến đấu bằng dùng dao lê đó, đúng không? Hoàng Hiệp nó cười cười là nó có chơi game nè, Hoàng Hiệp nó hay nghe coi. Giống y vậy, đúng không? Dạ, dạ đúng. Vậy thì trong lúc lý trí nó không kiểm soát được, nó sẽ hành động giống y như là trong những cái gì trong tiềm thức, những cái gì trong quá khứ nó coi được. Rồi, thêm một vụ án nữa, cũng bộc phát nè. Cái này là các vụ án bộc phát ha, bộc phát do không kiểm soát được lý trí á. Đây, không hề cố tình nhưng mà nó chỉ là bộc phát thôi. Nhìn cái mặt người phụ nữ này, các em thấy nè, cũng khá là đôn hậu, đúng không? Cũng rất là đôn hậu, đâu có gì đâu mà ác độc ghê gớm gì đâu. Nhìn khuôn mặt rất là đôn hậu bình thường, nhưng mà hành vi nè, đọc hành vi ha. Có ai gần nhà người này không, gần cái chỗ trọ này không? Bình Dương mình nè, có không? Có nhà bạn nào gần chỗ trọ này không? Không có ha. Rồi, thấy không? Người phụ nữ này là có dấu hiệu trầm cảm nặng nha các em. Đây là nhiều lần rồi chứ không phải bị một lần trầm cảm nặng. Thầy có theo dõi mấy cái bài báo viết về cái vụ án này á, là trong lúc nè, trong lúc mất lý trí nè, thấy không? Trong lúc mất lý trí, mà mất lý trí xong họ, bà ta đang thực hiện những điều này, xong cái việc này rồi, đúng không? Đó,
một người phụ nữ bình thường mà còn lý trí thì hỏi cái em chặt con gà còn sợ chứ nói chi, làm thịt con gà để mà nấu đồ ăn còn sợ nữa. Cho cái em chặt con gà, các em có dám chặt không? Con gà mà làm thịt rồi còn mình còn dám chặt đúng không? Mà bây giờ con gà mà chưa làm thịt còn sống á, cho các em làm thịt con gà, các em dám làm không? Thầy bây giờ mà thầy còn nhát tay thì còn không dám làm nữa, nó thiệt luôn. Nói chi mà làm cái việc này, mà làm việc này đâu phải bình thường đâu, máu me tùm lum. Một người bình thường, một người với tâm lý bình thường có khả năng làm được việc này không? Đúng không? Rồi, chị thì người này bị trầm cảm. Trong lúc này chắc chắn là không còn lý trí nữa. Không còn lý trí thì ai đã dạy bà làm những điều này? Đó, ai dạy bà làm điều này? Có phải là phim, mấy cái phim phá án không? Trong mấy cái phim phá án rất là nhiều những cảnh giống vậy. Mà càng ngày nó càng bạo lực, nó càng show ra những cái cảnh bạo lực. Ngày xưa là nó chỉ lướt lướt thôi. Mấy cảnh này nó chỉ kể kể lướt lướt thôi. Chứ nó không có show ra luôn. Còn bây giờ nó lại là gì? Nó làm hình nộm, nó show ra luôn. Rất là tỏ. Rồi trong Conan có những cái cảnh giống vậy không? Có không? Mấy đứa đọc Conan. Mấy đứa đọc Conan có cái tập truyện nào có cảnh giống vậy không? Hay nghe coi. Không có ghê gớm đến vậy đâu thầy ơi. À, đỡ hơn đúng không? Nhưng mà cũng có tương Dạ. tự đúng không? Có một vài cảnh là thầy. À, đó. Thì chuyện mà chuyện cho thanh thiếu niên mà đâu có thể nào mà án được, nó bị cấm sao? Đưa ra hết thì nó bị cấm sao? Rồi. Rồi vậy thì người phụ nữ này trong lúc mất đi lý trí thực hiện những hành vi giống như những gì họ đã coi. Đúng vậy không? Rồi, tiếp ha. Đây là bộc phát. Bộc phát là cho coi hiêm này. Bộc phát rất là vô duyên. Vô duyên luôn chứ không phải là. Thầy gõ từ khóa này đúng không? Các em sẽ thấy là có 249 triệu kết quả. Giả sử như cho một vụ là có 1.000 bài báo trùng nhau. Một vụ á thì có 1.000 bài báo trùng nhau thì tổng cộng cũng phải có là 249.000 vụ. Chết vô duyên. Nè. Mâu thuẫn này mà nhậu. Ly rượu chưa tới. Chờ ly rượu lâu quá cái cọc lên cái cãi nhau. Cãi nhau cái hai bên quấn nhau một mạng, có khi hai mạng. Rồi mời rượu bạn, bạn nó không uống, bực tức lên nói nó mày xem thường tao hả, mày xem thường tao sao mày không uống? Ủa tao say xỉn quá, giờ tao còn lý trí, tao muốn không muốn say xỉn thì tao không uống. Còn ảnh thì ảnh mất lý trí rồi, cái là ảnh xong do ảnh quýnh người ta ha. Rất là nhiều vụ đó chết vô duyên lắm. Chết cho bạn nhậu thì nó là chết vô duyên. Nhậu cái mâu thuẫn, có mâu thuẫn chút xíu thôi mà. Ủa mà ngày xưa ông bà mình cũng nhậu à? Ông bà mình nhậu say té mương té bờ té ruộng luôn á. Cũng đâu có rất là nhiều, đâu có nhiều vụ án giống như vậy. Giận nhậu xong mà khó quýnh nhau luôn đó. Thì lâu lâu cũng có một cái vụ quýnh mạnh quá, lỡ quýnh thôi à. Cổ này là các em thấy khoảng 249.000 vụ là ước lượng thôi nha, ước lượng thôi, ước lượng vậy thôi. Thấy vô duyên không? Mã này tiếng Việt, tiếng Việt là của người Việt không chứ không phải là của nước ngoài đâu. Rồi vậy thì khi nhậu nè, khi say xỉn nè, rượu nó làm mình mất lý trí, nhưng mà nóng giận là nó lại càng làm mất lý trí. Mà khi nóng giận lên mấy đứa này nó thực hiện những hành vi toàn là thanh niên không nha, thanh niên với là trung niên không. Cái này rơi vào thanh niên với trung niên. Thanh niên là những đứa mà bây giờ nó bị ô nhiễm thông tin nhiều nhất, nó đọc nhiều thông tin bẩn nhất, nó coi rất là nhiều cái phim và truyện là gì, giang hồ. Rất là nhiều phim truyện giang hồ, ví dụ như gì, Bến Thượng Hải,
với Thượng Hải cũng là giang hồ ở gì đó. Việt Nam mình có phim gì đó gì Sài Gòn chị 13, cái gì chứ, chị 13 của Thu Trang á thầy, chị 13 gửi gì đó, mấy phim về giang hồ á, giang hồ Lý Hải đồ á thầy, giang hồ gì đó. À, nhiều lắm đúng không, nhiều mấy phim giang hồ thì đó, trên bàn nhậu nó lúc mất lý trí cái nó thực hiện hành vi giống y như mấy trong phim đó, các em thấy không? Rồi đó là bộc phát ha, bộc phát do mất lý trí. Rồi bây giờ tới ung hư tâm hồn, ung hư cấp độ 7-8. Khi ung hư là gì đó, ung hư thể xác á, ung hư, bệnh ung hư á là sao, bạn nào biết, bạn nào nói nghe coi, bạn nào biết về ung hư nói nghe coi, không ai biết gì tìm hiểu về bệnh ung hư hết hả, bạn nào biết bật mic lên nói đi. Em nghĩ là nó bắt đầu xuất phát từ một cái tế bào ung thư, xong rồi nó sẽ lan dần ra trong cơ thể, lên lõi đến các vị trí, các bộ phận khác nhau trong cơ thể thôi. Nguyên nhân nó là gì? Em cũng không biết nữa, chắc là do các, một là do di truyền, với hai là do các yếu tố độc hại từ bên ngoài. Rồi, đúng rồi. Ung thư là giống như bạn nói là cái tế bào đó nó sẽ tăng sinh, tế bào đó nó bị đột biến, nó tăng sinh tế bào, mà tế bào đó bây giờ nó không còn đúng chức năng nữa, bây giờ chức năng nó trở thành chức năng độc hại cho cơ thể mình, và nó tăng sinh nhanh, nó phát triển nhanh mà cơ thể mình nó không đào thải, nó không tiêu diệt được, tức là thành khối u. Thì có hai loại ung thư là ung thư ác tính và ung thư lành tính, là khối u ác tính và khối u lành tính. Tại vì tế bào đột biến thì nó có thể là đột biến tốt hoặc là đột biến xấu, hoặc là đột biến không gây hại, đúng không? Rồi, nguyên nhân là giống như bạn nói, tiếp xúc nhiều với là chất độc hại. Có thể là tiếp xúc với chất phóng xạ là dễ bị ung thư nè ha. Có thể là tiếp xúc với nhiều chất độc hại, ví dụ như nếu như cái em ăn thực phẩm mà có nhiều thuốc trừ sâu mà ăn trong thời gian dài. Thời gian ban đầu là cơ thể cái em nó sẽ đào thải, nó sẽ phản ứng. Nhưng mà vì cái em ép cơ thể ăn quá nhiều thì cơ thể mình là cơ thể là cơ thể con người là có khả năng thích nghi rất là cao. Thích nghi thì cơ thể nó sẽ phải tự động biến đổi cái phần tế bào đó để mà thích nghi với chất độc đó. Khi nó thay đổi trong vật chất di truyền để mà thích nghi được chất độc đó thì người ta gọi là tế bào đột biến ha. Và tế bào đó đột biến có hại, cho nên đột biến là gọi là ung thư á. Thì nó có hại mình gọi là ung thư, khối u ác tính. Ok không? Thì do tiếp xúc nhiều chất độc này, hay là hít thở nhiều, hít không khí độc nhiều lâu ngày, thời gian lâu ngày, thời gian lâu ngày mình hít lâu hơi khí độc, thời gian lâu ngày mình có thể bị suyễn nè, rồi bắt đầu ung thư phổi, ung thư mấy cái hệ hô hấp. Rồi mình ăn uống nước bẩn nhiều á, mình uống và bị nhiễm bẩn á, chứ mình đâu có uống nước bẩn, mắc mới mình uống nước bẩn đúng không, nhưng mình không biết mình uống phải nguồn nước bị nhiễm bẩn, uống lâu ngày mình sẽ bị bệnh ung thư ha. Thì cho cơ thể mình nó phải tự động thay đổi cái chức năng tế bào để nó thích nghi được với chất đó. Rồi đó là đột biến lâu dài. Còn mà đột biến ví dụ như nhiễm phóng xạ thì nó đột biến nhanh lắm. Rồi vậy thì các em thấy nè, những người mà tiếp xúc thường xuyên với những thông tin độc hại, đọc rất là nhiều những cái chuyện kinh tởm, phải nói trong mấy cái trang truyện ngày xưa là rất là nhiều chuyện kinh tởm nha các em, tởm dữ lắm luôn. Rồi thì họ đọc nhiều, họ coi phim nhiều kinh tởm, họ chơi nhiều với cái game kinh tởm, thì con người của họ trong nhận thức của họ là bây giờ là nó lệch lạc với xã hội hoàn toàn, không, nó không còn là nhận thức đúng đắn nữa, cái nhận thức của họ là lệch lạc hoàn toàn trong tâm lý tâm hồn của họ, những hành vi này là bình thường, không, đó, cho nên thầy gọi họ là ung hư tâm hồn, thì cái vụ án này là vụ nhẹ thôi, không, vụ nhẹ là thầy nói là có ung hư phải cấp độ 7-8 thôi chứ không có 10, ha, thực hiện xong rồi. Đây đó, người Việt Nam ở Nhật ha, một bé gái nhỏ ở Việt Nam ở Nhật, nó đi học mình đó, nhà đã cho nó đi học đến trường mình rồi, ung thư cấp độ 10 này. Cấp độ 10 đây, thầy lấy điển hình thôi nha, rất là nhiều vụ án ở các nước phát triển, những cái vụ án như thế này nữa, xảy ra nhiều hơn ở Việt Nam mình, và cái tỷ lệ người ung thư tâm hồn ở các nước phát triển nhiều hơn
tại vì họ đã bị ô nhiễm 100 năm rồi, 100 năm đúng rồi. Ở Mỹ, năm 2000, những thập niên 20 á, thập niên 2020, 1920, 1921 á, 1920, 1921 nha, là đã có rất là nhiều phim về XXX. Đã sản xuất phim XXX, lúc đó là chưa có tiếng luôn á. Lúc đó là phim chưa có tiếng, chưa có lồng tiếng được luôn á. Không có nói, không có âm được, chỉ có hình ảnh trắng đen là đã có phim đó rồi. Tại thì năm 2018 hay là cái bài tiểu luận á, hay là cái bài tiểu luận về ô nhiễm thông tin á, thầy tìm kiếm số liệu á, thì năm 2000, năm 1920, 1921 là Mỹ đã sản xuất những cái bộ phim người lớn rồi. Nay là đúng 100 năm rồi, họ ô nhiễm thông tin 100 năm. Bây giờ các em thấy ở Nhật những cái chuyện mà kinh tởm là chuyện xuất phát từ Nhật nhiều. Đúng không? Mấy bạn hay đọc truyện. Mấy bạn hay đọc truyện có phải là mấy cái chuyện kinh tởm là tác giả là người Nhật không, đúng không? Có không? Hay là có nhiều quốc gia luôn. Thầy chỉ lướt lướt thầy không dám đọc, thầy không dám coi chi tiết. Thầy cũng không, thầy ít khi nào coi tác giả. Rồi, nhưng mà thấy đa số là tác giả Nhật ha. Rồi vụ án này rất là tỏ. Thầy nói với các em rất là tỏ. Cái lời kể này chưa đủ. Nếu như các em coi cái bài này ở trên máy báo nó viết chi tiết á, rất là tỏm. Kẻ này thực hiện hành vi này rất là tỏm, mà bé ra dông này nó chưa chết ha. Nhưng mà coi ổng nói. Ổng nói. Ổng đâu có chấp nhận đâu. Tư duy của ổng nó lệch lạc luôn rồi, tôi không phải quái vật bệnh hoạn. Đó. Ổng thực hiện xong mà ổng còn dám nói vậy. Các em thấy không? Vụ án này là cả thế giới phẫn nộ nha, cả thế giới phẫn nộ. Phẫn nộ hơn là bây giờ ổng đang được tự do. Đó. Mà công an phải bảo vệ ổng để tránh người ta là gì, hành hung ổng. Rồi, khi bất kỳ một bài báo nào mà nhắc lại vụ án này thì cả thế giới đều phẫn nộ. Phẫn nộ kinh lắm. Rồi, tại vì nó thực hiện hành vi trên một cái bé gái nhỏ xíu à. Rồi, ung thư cấp độ cuối ha. Đó, đó. Ông này là đại diện cho ung thư cấp độ cuối. Rồi đây, Việt Nam mình có ung thư cấp độ cuối. Năm 2018 ha, xét xử 2020, 2 năm. Các em biết về vụ án này không? Vụ án kia là có thể biết đúng không? Vụ án này biết không? Có biết không? Những kẻ này thực hiện hành vi đòi bại trên cái nữ sinh đó cũng rất là tởm nha, rất là độc ác, rất là độc ác. Tử hình hết 6 người, còn những người còn lại là chung thân ha. Thì cái người vợ của thằng này, vợ này kể, con bé nó van xin lại Lục nha các em, nó van xin lại Lục rất là thảm thiết. Nhưng mà những kẻ này là sao? Không thả, không buông tha cho tới chết thôi, ngày này qua ngày nọ, trói lại ha, ngày này qua ngày nọ chứ không phải là một ngày. Ngày nào tụi nó cũng làm những cái thứ đòi bại cho đứa bé đó cho tới chết. Em thấy không? Tử hình hết ha, 6 người tử hình. Xì ke ma tí. Chị hỏi, đặt câu hỏi lại, ai dạy những kẻ này làm những cái điều này? Bây giờ đổ thừa qua mấy cái nhà văn, cái nhà viết truyện kinh dị có được không? Có được không? Mấy cái người mà viết lên mấy cái chuyện kinh dị đó đó, mấy người đó có bình thường không? Mấy người mà viết lên cái mẫu chuyện kinh tởm đó, mấy cái truyện tranh kinh tởm á, đúng không? Nhiều lắm, nhiều dữ lắm. Phim cũng có, game cũng có. Mấy người đó có bình thường không các em? Họ có bình thường như chúng ta không mà họ viết ra những cái mẫu chuyện như vậy, để cho những người này đọc hoặc là những người này tưởng tượng thêm, suy diễn thêm, ảo tưởng thêm, làm thêm. Tỏm không? Rồi rất là nhiều ha. Thế giới bây giờ nó ô nhiễm thông tin nặng dữ lắm rồi. Mà chưa có một quốc gia nào hô hào ô nhiễm thông tin hết á. Mà mình cũng đã đọc rồi. Conan hồi nhỏ thì cũng đọc rồi. Ơi, hồi nhỏ thì cũng đọc tùm lum chuyện hết chứ bộ. Nhưng mà hồi đó là ít hơn.
Hồi đó internet hạn chế lắm, phải ôm cái máy tính ở nhà đâu. Muốn có được máy tính internet thì phải ra ngoài thuê, với giá khá là đắt. Rồi ngồi đọc đọc báo thôi, ngày xưa là đọc báo thôi, năm 97, 2000, 2001, 2002 rồi đó. Bắt đầu khởi nguồn từ 2005, 2005 là internet bùng nổ đúng không? Internet bùng nổ, internet ở băng thông rộng á, băng thông bắt đối xứng, có nghĩa là internet dễ tiếp cận và nó mạnh hơn á. Thì khi đó ở Việt Nam mình năm 2005 thì kể cho nghe ha, 2005 là rất là nhiều tiệm internet mở ra, tại vì có game online đầu tiên. Năm 2005 khởi nguồn của game online, và lúc đó thầy cũng đi chơi game online nữa. Thầy lúc đó thầy tốt nghiệp cao đẳng rồi mà, cao đẳng thầy vừa đi làm thầy vừa chơi, trời đi làm có tiền mà còn mê game nữa, mà game online mê lắm các em ơi, chơi là ghiệt. Rồi chơi thời điểm đó chơi, nói với các em mà chơi game online, rồi tụi nhỏ nó vô đó nó chơi, con nít á, mấy đứa mà là nhỏ nhỏ khoảng chừng lớp 5, lớp 6 mà hồi thầy 23 tuổi á, là bây giờ là tụi nó lớn trưởng thành rồi đó, bây giờ tụi nó thành những cái tội phạm á. Tụi nó vô tụi nó chơi game online, rồi tụi nó đọc đủ thứ linh tinh, tụi nó coi YouTube. YouTube các em biết là tới năm 2018, cuối năm 2018 mới bắt đầu là gì? Kiểm soát lại nội dung. Vì từ 2005 cho tới 2018 là 13 năm, YouTube bỏ tràn lan nội dung trên đó. Nha, tràn lan nội dung trên YouTube đó. Tới cuối năm 2018 đó, là bị một giữa năm 2018 bị một cái sự kiện là mấy cái kẻ ung thư tâm hồn á, nó mới chèn mấy cái clip độc hại vào giữa phim hoạt hình của trẻ con. Thế giới phẫn nộ ha, thế giới phẫn nộ, cho nên YouTube mới tiến hành là gì, kiểm soát lại nội dung, nhất là những cái nội dung mà dành cho trẻ con á đó. Đó các em thấy không, 13 năm, 13 năm tràn lan đầy đủ internet, điện thoại thông minh, các em thấy không, 13 tuổi tuổi các em là nó có cái điện thoại thông minh, nó coi đủ thứ trên trời dưới đất, có ai kiểm soát nó không? Hiện tại thời điểm bây giờ mình đang ngồi đây học hành, các em ngồi đây các em học, có biết bao nhiêu là thanh thiếu niên đang ngồi ôm cái điện thoại, ôm cái máy tính coi những thông tin độc hại, chơi những cái game độc hại, đúng không? Có rất là nhiều nha, số lượng rất là nhiều, số lượng rất là nhiều coi game độc hại đó. À, nhưng mà mình biết rằng nãy thầy nói là Việt Nam mình là từ năm 2005 tới giờ đúng không? Thì năm 2005 cho tới nay là nhiêu năm rồi? 16 năm. Rồi, 16 năm mình bị ô nhiễm. Ô nhiễm thông tin. Thì các em thấy là từ người lớn tới trẻ nhỏ đều có đọc những cái thông tin độc hại. Người lý trí, người trí thức á, có nhiều người trí thức cũng đọc và rơi vào bị trầm cảm, hay là rơi vào các rối loạn tâm lý. Khi đó lý trí họ không kiểm soát được thì họ có những cái hành vi cũng là tương tự, giống như trong cái ngữ cảnh đó, tức là khi cái em mất lý trí mà các em gặp cái ngữ cảnh đó, cái ngữ cảnh đó nó giống như trùng hợp, trùng khớp với lại cái phim mà cái game hay là cái truyện các em đọc á, thì các em sẽ hành vi giống y như vậy. Các em hiểu không? Hiểu như vậy. Rồi, ai cũng có đọc, thầy cũng có đọc, các em cũng có đọc. Thì giờ mình phải làm sao? Hồi đó giờ mình không biết mà, mình đâu biết đâu, đúng không? Hồi đó thầy cũng đâu biết tác hại của nó đâu. Đâu có ai nói tác hại cho thầy đâu nghe đâu. Bình thường này, nếu như bình thường các em đi đi chơi đi chơi đâu đó, các em đạp phải dũng sình, hôi hôi thiêu, cái dũng sình hôi thối bẩn, các em phải xử lý như thế nào? Hải triều, em xử lý như thế nào? Hải triều. Thầy đi về đi tắm tắm rửa cái chân liền đúng không, chứ để nó hôi, nó hôi rồi nó ngứa rồi sao, nó nổi mẩn nó ngứa rồi sao, đúng không? Rồi Hồng Ngọc, Hồng Ngọc em nói coi, nếu như mà em bị đứt tay,
em sẽ xử lý như thế nào? Thứ hai là rửa lại vết thương và băng bó lại. À, rửa lại vết thương và băng bó. Rồi các em thấy nè, khi cơ thể mình bị nhiễm bẩn hay là khi cơ thể mình bị tổn thương là các em biết cách chăm sóc đúng không? Thì mình đã được học từ nhỏ rồi mà. Ngày nào mình không tắm cho mình, đúng không? Rồi mình biết cách chăm sóc vết thương của mình. Rồi, nhưng mà khi cái tâm hồn, khi cái tâm lý của mình tiếp thu, mình coi phải một cái mẫu truyện đọc, mình coi phải một cái bộ phim đọc, hay mình đi qua một cái cảnh, một cái tai nạn nào đó tởm, mà mình lỡ mình coi phim kinh dị, rồi thì tâm hồn của mình nó cũng bị nhiễm bẩn. Nhưng mà hồi đó giờ mình có ý thức là tắm gội cho tâm hồn mình không? Hoặc là khi mình bị tổn thương về tâm lý, khi mình tổn thương về tâm lý, ví dụ đó ai mắng ai chửi mình gì đó mà mình không có, mình bị quan đó, mình bị tổn thương về tâm lý, mình có nghĩ tới cái việc là phải chăm sóc cái vết thương tâm lý đó không? Sẽ có vài bạn biết cách chăm sóc nè, có bạn nào biết cách chăm sóc không, nói với lớp nghe coi, khi mình bị tổn thương tâm lý này. Dạ thầy, em nghĩ là lúc mà tổn thương tâm lý thì mình nên đi ngủ. À, đi ngủ, ngủ cũng là một biện pháp đúng không? Rồi à, có nhiều biện pháp. Ngủ là để cho nó tự lành thì cơ thể mình nó cũng tự lành, giống như là cái vết thương cái em á, cái em không xuất thuốc, cái vương nhỏ cái em không xuất thuốc thì nó cơ thể mình nó cũng tự lành được đúng không? Nhưng mà tự lành nó có hai mặt như vậy. Thứ nhất, bây giờ giả sử như vết thương mình biết chăm sóc và mình ở trong một môi trường sạch sẽ thì cái vết thương nó sẽ tự lành rất là nhanh. Còn nếu như bạn nào ở trong một môi trường mà không sạch sẽ mà vết thương các em cứ để đó không xịt thuốc thì nó tự lành lâu hơn và có thể nó bị lở loét. Thì vết thương tâm lý cũng vậy, vết thương tâm lý nếu như các em bị tổn thương về tâm lý mà các em sống trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ ít cãi nhau, gia đình bình thường, lâu lâu mới có một việc một lần thôi, thì cái tâm lý của các em cũng dễ, rất là dễ lành. Nhưng mà cũng có những bạn kém may mắn hơn, sống trong gia đình thì ba mẹ hay gây gổ nhau, mà khi tổn thương tâm lý của mình, cái mình bị tổn thương mà mình không biết chăm sóc, mình không biết chăm sóc, mình để cho nó tự lành mà nó có tự lành đâu, cái môi trường của mình nó không có ổn định, tâm lý không ổn định, suốt ngày ba mẹ gây nhau rồi cái lôi mình vô nữa, mà mình cũng gây nhau với ba mẹ, nó cứ tổn thương hoài thì vết thương tâm lý đó sẽ lở loét ra đúng không? Thì tùy vào cái môi trường. Vậy thì bây giờ mình đừng có để vậy nữa, mình phải tự biết chăm sóc mình. Ủa, mình đứt tay mình biết tự rửa rồi băng keo cá nhân rồi mình bôi sức thuốc, thì cái vết thương tâm lý của mình cũng vậy, tâm hồn của mình cũng vậy. Ủa, mình biết tắm rửa hàng ngày thì mình lỡ mình coi một cái bộ phim độc hại, mình coi một cái mẫu chuyện độc hại thì giờ mình tắm gọi tâm hồn mình lại, biện pháp cũng đâu có gì khó khăn, tại đó giờ mình không có ý nghĩ tới thôi, mình không có nghĩ tới cái chuyện đó thôi đúng không? Hồi đó giờ là mình không có nghĩ tới cái chuyện là phải gì à, tắm gọi tâm hồn mình lại cho tâm hồn mình nó sạch sẽ, nó thanh thản khi mình xem xong những cái tập phim đó đúng không? Ví dụ như xem kinh dị nè, bạn nào coi phim kinh dị nè, ai đã từng coi phim kinh dị là giơ tay thì xem, em biết nhiều nhiều người coi phim kinh dị đó, thầy cũng có coi đó mà, phim kinh dị nó đầy ra đó mà. Rồi ai mà coi phim kinh dị mà bị sợ, bị ám ảnh thêm cái hình mặt khóc vậy, rồi coi kinh dị xong bị sợ, bị ám ảnh, bị nằm mơ gặp ác mộng, có không? Không ai bị hết hả? Vậy là mạnh khỏe hơn thầy rồi, thần kinh còn cứng hơn thầy nữa. Thầy coi phim kinh dị xong thầy sợ đó nha, cho nên hồi giờ thầy đâu dám coi nữa đâu. Thầy coi phim kinh dị xong thì sợ, nên bây giờ mà lướt mấy trang phim á, phim nào mà phim kinh dị, Avatar kinh dị hay là hãy đọc thầy ấy và ma với kinh dị là thầy không có đâu, thầy không thèm liếc vô để thầy coi luôn, thầy coi thì sợ. Nên giờ là mấy cái phim kinh dị lâu rồi thầy cũng không coi, sợ lắm, nhất là ban đêm coi nha, coi xong khó ngủ lắm. Rồi chị, mình lỡ một câu phim kinh dị có nghĩa là cái tâm hồn, cái tâm lý mình nó bị ám sợ một chút xíu rồi đúng không? Mình tìm cách tắm gọi nó làm cho nó thanh thản lại, thì những cách đó rất là đơn giản, những cái hiệu quả nhất thầy ghi
Em thấy không? Thiền không nhất mình phải ngồi thiền theo Phật giáo. Mình cứ thiền ra ngoài, hít thở thiền, hít sâu thở nhẹ, hít sâu thở nhẹ. Suy nghĩ của mình cứ đi theo cái hơi thở thôi, để cho cái đầu óc mình nó không có căng thẳng. Rời xa cái máy tính, cái điện thoại ra ha. Rồi tại sao thầy để mấy cái này in đậm ha, tí thầy sẽ nói thêm. Rồi làm những cái việc này, đi chơi, đi dạo, đi du lịch, làm cái gì đó hay ý nghĩa, làm cái món ăn mình thích, làm cái đồ chơi mình thích, đúng không? Đâu có nhất thiết suốt ngày cứ điện thoại máy tính chị. Rồi ngủ, mà ngủ đủ rồi nha, chứ ngủ nhiều quá cũng là bệnh đó nha. Nha, ngủ là nó làm lành vết thương, nó phục hồi cơ thể, phục hồi cả tâm lý lẫn thể xác. Nhưng mà ngủ vừa đủ thôi, ngủ đủ, ngủ quá thì không tốt, ngủ quá nó thành bệnh. Rồi tại sao thầy để cái này? Khi cái em bị tổn thương, bị tổn thương, hay là khi cái em coi, hay cái em sợ, hay là cái em bị tổn thương tâm lý, thì não cái em sẽ tiết ra những cái hormone tiêu cực. Những hormone đó thì gọi là tiêu cực, tại vì nó làm cho cơ thể các em phản ứng tiêu cực. Những hormone này nó có tồn tại. Người nào mà bị ám ảnh sâu, ví dụ như coi phim kinh dị mà sợ quá, sợ quá là do não nó tiết ra rất là nhiều hormone sợ. Cho nên là 2 ngày sau, 3 ngày sau vẫn còn sợ, 1 tháng sau vẫn còn sợ. Các em thấy không? Là hormone đó nó vẫn còn trong cơ thể các em, nó chưa có tiêu hóa hết, nó chưa có tiêu tán hết. Cho nên các em vẫn sợ, mỗi lần nhìn hay là nghĩ tới là não lại tiếp tục tiết ra, sợ nữa. Thấy không? Rồi, chị Hi, những cái hormone tiêu cực đó nó nằm trong cơ thể các em. Rồi khi các em thực hiện như cái này, làm những điều này thì nó sẽ tiết ra hormone hạnh phúc. Hormone hạnh phúc nó lại có chức năng là gì? Trung hòa mấy cái hormone tiêu cực đó. Nó làm tiêu tán đi các hormone tiêu cực đó. Tiêu tán là những cái hình ảnh đáng sợ. Làm như này. Và hiệu quả nhất là như thế này, mấy cái hệ in đậm là hiệu quả nhất. Các nhà khoa học người ta nghiên cứu rằng là khi mà một thiền sư ngồi thiền, não sẽ tiết ra hormone hạnh phúc. Các em cứ gõ vô, não tiết ra hormone hạnh phúc khi ngồi thiền, từ khóa nó trong Google, các em sẽ tìm được rất là nhiều bài báo nghiên cứu về chức năng của thiền, tác dụng, công dụng tuyệt vời của thiền. Rồi yoga nó cũng có tương tự như vậy ha, yoga tương tự như vậy. Và người ta lại nghiên cứu nữa gì, tắm nắng lại cũng tiết ra hormone hạnh phúc. Tắm nắng vui vẻ cũng tiết ra hormone hạnh phúc, và nó lại tắm nắng, nó lại trung hòa những cái năng lượng tiêu cực trong cơ thể các em nhanh hơn nữa. Mà các em vừa tắm nắng mà các em vừa thở thiền nữa là càng cực kỳ tốt. Ok không? Thì đó là những cái biện pháp đơn giản. Rồi người ta còn trị liệu nữa, người ta còn áp dụng một cái trị liệu trong trị liệu tâm lý ha, đó là cho những cái bé, những đứa bé mà khó tương tác á, chơi với những cái thú cưng, những con vật dễ thương á, những con vật dễ thương thì người ta cảm thấy là nó rất là mau lành, nó rất là mau lành, nó rất là mau chuyển biến tích cực lại. Chơi với những cái con dễ thương, những con vật dễ thương hoặc là những món đồ chơi dễ thương mà nó hít á ha, có bé thì nó hít con này, có bé nó hít con kia, có bé thì nó lại hít đồ chơi cho nó chơi đó. Rồi và những bà mẹ, các em thấy những bà mẹ mà thường xuyên nói chuyện với con nhỏ đó, là những bà mẹ nó ít bị trầm cảm. Người ta tìm hiểu, người ta thấy là những người mẹ mà có vấn đề trong hôn nhân á, nhưng mà người mẹ nào mà nói chuyện với con nhiều ha, tâm sự với con nhiều, thì những bà mẹ đó lại ít bị trầm cảm hơn những bà mẹ mà để con mình ngồi mình đó ha. Trẻ con là một cái nguồn nuôi dưỡng tâm hồn rất là tốt, nhưng mà mình không được lạm dụng trẻ con nha, không được lạm dụng. Nhưng mà khi cái em chơi nè, nhà mình mà có em nhỏ hay có cháu nhỏ, các em chơi với nó, chơi với nó xong các em cảm thấy vui không? Nó rất là hồn nhiên đúng không? Nó là cái nguồn năng lượng tích cực chơi truyền cho các em. Rồi vậy thì thầy tóm lại một cái bài, bài này là thầy chỉ là nói tổng quan về tác hại của thông tin độc hại trên mình ha. Còn cái làm sâu hơn thì các em phải tìm hiểu. Thì các em biết là phải chắc chắn điều này, những cái gì khi nạp vào cơ thể các em đều có tác động tốt hoặc tác động xấu, nó không có chắc trơn. Các em ăn một món ăn, còn ăn bây giờ ăn một cái trái cây đi, các em ra đường, các em đi chơi, các em thấy một cái trái cây rất là thơm ngon, nhìn có vẻ ăn được, các em nếm thử nghe ngon ngon, nghe ngon ngon, các em ăn, các em chưa biết, giả sử như các em chưa biết công dụng của nó, thì hiển nhiên là cái trái
cái quả dại này hoặc là nó sẽ có tác động tốt đến cơ thể hoặc là nó có tác động xấu. Nếu như nó là quả độc, tuy là nó rất là thơm ngon, đúng không? Chỉ ăn nhiều cái mình bị say đi, ăn nhiều mình bị say, mình say giống như say rượu vậy đó, không? Đó. Vậy thì các em ăn cái gì, các em nạp cái gì vào cơ thể các em nó cũng có tác động hoặc là tốt hoặc là xấu. Thì thông tin cũng vậy. Thì các em đọc một bộ truyện, thì các em xem một bộ phim, thì các em chơi một cái game, thì nó cũng có điều có tác động tốt hoặc là xấu. Không thể nào mà chắc trơ được. Chắc trơ là trừ khi nào mình bị vô cảm. Bị vô cảm là mình bị bệnh tâm lý nặng rồi, nó mới gọi là chắc trơ. Chắc trơ của mình nó không có tác dụng, không? Rồi. Vậy thì khi thể xác mình bị tổn thương, đúng không, mình nhận thấy và cũng dễ chữa lành. Nhưng mà khi tâm lý của mình, khi tâm hồn của mình bị tổn thương, đó, như hồi nãy nói là gì? À, cãi nhau với ba mẹ, cãi nhau với bạn bè, nhất là cãi nhau với người yêu. Cãi nhau với người yêu cái về nhà làm lì lì buồn rầu, ba mẹ nói gì cũng không nói, kêu ăn cũng không ăn, ba mẹ nói được cái cọc, cái chửi là cái cãi lại với ba mẹ luôn. Các em thấy bị tổn thương tâm lý, tổn thương tâm hồn. Nhưng mà mình lại không có ý nghĩ là gì? Chăm sóc nó. À, nếu như mình bị tổn thương về tâm lý, mình bị ô nhiễm về tâm hồn, mình phải có ý nghĩ chăm sóc nó, chăm sóc cái vết thương đó. Tại nó cũng là vết thương trong cơ thể mình mà. Chăm sóc vết thương đó, tìm cách tắm rửa, làm cho tâm hồn mình nó thanh thản lại, ha, nó sạch sẽ lại, đừng đợi mấy cái đó quấy rối mình, đúng không? Từ đây sắp tới là mình phải tự biết chăm sóc bản thân mình, mình phải tự biết yêu thương mình, ok không? Rồi vậy phòng bệnh hơn chữa bệnh ha, tại vì cái bệnh tâm lý á, bệnh tâm lý một khi nó nặng nó rất là khó chữa, nha. Cái bệnh thể xác như cái bệnh ung thư, cái máy bệnh nặng cũng rất là khó chữa, không phải dễ chữa đâu. Và cái bệnh tâm lý cũng vậy. Kem ví dụ như kem bị trầm cảm thôi cũng khó chữa nữa. Mà tắm nắng thiền đồ là nó rất là hiệu quả trong phòng bệnh trầm cảm nha, trong phòng trầm cảm mấy cái hồi nãy đó. Rồi tránh xa bớt mấy thông tin thôi, độc hại ha, rồi xa bớt điện thoại, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, dành thời gian để tiếp xúc với thiên nhiên ha. Rồi đó là thầy nói sơ về tác hại của thông tin bẩn, thông tin độc hại trên mạng. Thì các em phải tìm hiểu sâu hơn, chia nhóm và tìm hiểu sâu hơn cho các cái chủ đề, không? Rồi, nhóm 1 là sẽ nói về các thông tin gây cười, các thông tin lố bịch, nhảm chế, troll, hài nhảm gì đó. Nhất là trên TikTok, bây giờ trên TikTok lại mấy cái clip này nhiều đúng không? Bây giờ trên TikTok là tràn lan mấy cái này. Nhưng mà nó tác hại với mình ít lắm. Nếu như cái tuổi này, tuổi 16 mà các em lên TikTok các em đọc thì nó không ảnh hưởng nhiều hết. Nhưng mà mấy đứa nhỏ, cấp 1, tiểu học á, tiểu học và đôi khi mầm non nó lại được ba mẹ cho coi nữa chứ. Mấy cái mấy người buôn bán á, mấy người buôn bán mà họ tri thức họ ít á, mà họ có con nhỏ, cái lúc buôn bán á, họ thảy cho con họ một cái iPad và còn một cái điện thoại để chi, cho nó đừng có phá rối mình để mình làm ăn ha. Rất là nhiều, thầy thấy rất là nhiều trường hợp đó. Và khi nó lên coi đó, mẹ thì bật một cái này thôi, vẫn ngồi nó bấm, nó bật tùm lum hết. Nhất là tiểu học là nó có ý thức rồi, nó biết rồi, nó biết tìm nữa, cho nên nó coi rất là tùm lum. Nhất là coi trên TikTok, nó coi hết cái clip này tại cái clip kia, thấy không? Mình á, các em ở đây là được ba mẹ kiểm soát tốt nè ha, ba mẹ có quan tâm kiểm soát, nhưng mà bên ngoài có rất là nhiều đứa trẻ nó không được quan tâm như vậy và nó coi đó, nó cứ tiếp xúc năm này qua tháng nọ. Rồi nhóm 2 là tìm hiểu tác hại ha, tác hại sâu vô cái phần là các bạn nhỏ ha, các không tiểu học với cấp 2, tiểu học lứa tuổi tiểu học lứa tuổi cấp 2. Nè, có một cái vụ này có một cái vụ tiểu học ở Cà Mau, kể cho nghe ha, nói nhỏ nhỏ, nhà có nít thì nó phải nói nhỏ. Rồi bạn nó đứng dậy chào cô, cái nó lấy cái bút chì nó dựng dưới cái ghế bạn đó. Bạn nó ngồi xuống đâm thủng vô hậu môn, đi bệnh viện mai mấy mũi. Các em thấy không? Ai dạy nó những trò đó? Tiểu học á, lớp 4, lớp 5 á. Lớp 4, lớp 5.
Bạn nó đứng dậy nó chào. Cái nó lấy cây bút. Bút chì vậy? Dựng đứng ở dưới ghế bạn đó. Nó ngồi, nó đứng sau mà. Dựng đến cái bạn ngồi xuống cái là không từ không ôm không. Đi vô con. Cái phải ai dạy nó điều đó? Có phải nó coi mấy cái trò trò này không? Nó còn sáng tạo nữa chị. Đó mấy đứa nó quậy phá đó, mấy đứa tiểu học đó, mấy đứa mà suốt ngày ôm cái điện thoại, cái laptop, ba mẹ cho ôm điện thoại, máy tính bảng đâu đó. Em thấy đau lòng không? Bây giờ trách làm sao? Nó là tiểu học mà. Ba mẹ của nạn nhân vô giờ xử lý nó là sao? Trường xử lý nó là sao? Thì chỉ có cách là gì đi bệnh viện thôi chứ làm sao mà xử lý được nó nhỏ xíu mà. Nó đâu có ý thức tác hại đâu. Em thấy không? Rồi. Em cứ gõ vô ha, gõ vô gọn là gì? Thế bị bạn dùng bút chì đâm gì đó. Từ khóa. Tìm từ khóa gõ vô. Tại em thấy cái vụ đó mấy năm. Rồi, thông tin bạo lực ha, tác hại của thông tin bạo lực, tác hại thông tin bạo lực là sâu lắm. Sâu rộng vừa nhiều trên nhiều lứa tuổi, từ nhỏ cho tới lớn luôn ha. Tại vì phim bạo lực, chuyện bạo lực, game bạo lực bây giờ là nó tràn lan ở trên mạng. Mình là cũng đọc rất là nhiều rồi đúng không? Coi rất là nhiều và kể cả chơi game bạo lực rất là nhiều. Đó, còn có thể thao bạo lực nữa. Thể thao bạo lực, mấy cái quyền anh đâu đó ha. Người ta cứ cổ suý cho cái đó. Rồi, nhóm 3 là làm về kinh dị, ghê tởm, ám ảnh, tác hại ha. Mình chủ yếu là mình tìm tác hại này, mình tìm các nghiên cứu của luận án thạc sĩ tiến sĩ á, để mình có những cái minh chứng cho mấy bạn. Cứ như là các em làm, mỗi người, mỗi nhóm làm một chủ đề để mà tìm hiểu, để mà khi đó báo cáo cho cả lớp để biết được tác hại sâu rộng của những cái loại thông tin này. Các em hiểu không? Rồi, chủ yếu là tác hại. Rồi cái này các em tìm hiểu này, không có đưa mấy cái hình ảnh ghê gớm quá nhiều lên nha. Chỉ có 1-2 ảnh minh họa thôi cho cái bài thuyết trình mình nó sinh động. Rồi chủ yếu là tìm về tác hại và các nghiên cứu. Không, các nghiên cứu và biện pháp phòng chống. Thì cái nhóm này phải là cái nhóm tự nguyện. Tại vì khi tìm mấy cái nghiên cứu này trong mấy bài viết, người ta cũng có minh họa hay là người ta cũng có dẫn chứng những cái vụ án rất là tởm. Cho nên là cố gắng là gì? Bạn nào mà cảm thấy rằng mình không có bị những cái thông tin này ảnh hưởng nhiều, cái này thôi chứ chỉ là có nhiều những bạn mà hỏi là kinh khỏe đó, thì hãy làm cái chủ đề này. Còn những bạn nào mà bị ám ảnh với những hình ảnh hay những cái vụ án đó thì các em đừng làm. Rồi, nhóm này là nhóm tự nguyện ha. Nhóm này cho nhóm các em. Rồi, bạn nào muốn làm nhóm này cho ta lên đi. Tìm hiểu tác hại, chủ yếu là tác hại và các nghiên cứu về tác hại của nó. Rồi, bạn nào muốn làm. Bạn nào cảm thấy mình không có bị những hình ảnh này mà nó đeo bám nhiều, quấy rối nhiều á, thì các em phải làm, giơ tay lên. Thầy cho coi mấy cái nhóm khác trước cho thầy. Nó còn 2 nhóm nữa là đó. Phải chia đều ra chứ, đâu có nhóm 2, 4. Thầy, một nhóm bao nhiêu người vậy thầy? Thì gấp chia đều ra. Nhóm 3, chỉ có riêng nhóm 3 là tự nguyện thôi. Ít thì làm ít, nhiều làm nhiều. Còn các nhóm còn lại phải chia đều ra. Rồi, bạn nào muốn làm nhóm 3? Rồi, vậy lớp này không ai làm hết đúng không? Ok, không sao. Vậy thì nhóm 3 sẽ được bỏ qua ha. Khi đó mình sẽ coi mấy cái nhóm khác thuyết trình, rồi sẽ quay lại mấy nhóm khác. Có 2 người không đủ làm đâu. 2 người thì ít quá. Nhiều lắm. Nhiều vấn đề lắm. Thì có gì mình sẽ coi mấy cái lớp khác người ta làm ha. Coi mấy lớp khác làm rồi mình coi clip thôi. Tới đó thì thầy cho các em coi clip thôi. Còn ai nữa không? Nhớ là các em không để bị mấy cái thông tin này quấy rối nha. Nếu mà quấy rối là các em phải nghỉ nha, không có làm nha. Hoặc là mình bỏ bớt ra những cái hình ảnh đã tác hại đi. Mình chỉ tìm cái số liệu về gì tác hại của nó thôi. Những cái nghiên cứu về tác hại thôi. Bỏ qua mấy cái hình ảnh đáng sợ. 2, 4, 6, 7. Rồi, đủ nhóm rồi.
À, vậy thì nhóm 3, lớp trưởng lớp phó gì đó ghi lại cho thầy dùm này cái danh sách nhóm 3. Lớp trưởng rồi. Lớp trưởng. Lớp trưởng nó ngủ mất tiêu rồi ha. Lớp phó đâu? Alo. Alo, alo. Thằng hiệu lớp trưởng hả? Được rồi. Nãy giờ, đúng rồi thầy. Nãy giờ nó làm cái về mà thầy kêu đó. Ghi lại cái danh sách nhóm 3 với thầy. Ghi lại danh sách nhóm 3 nha. Rồi. À, nhóm 4 là về cái mạng xã hội dễ là. Nhóm 4 rất là nhiều nghiên cứu về mạng xã hội và sống ảo. Hồ nhau ném đá, câu like, câu view, tác hại của câu like, tác hại của sống ảo nhiều lắm luôn. Nhóm 4 là rất là nhiều. Nhiều việc để làm, nhiều tư liệu để mà tìm luôn ha. Gõ, chỉ cần gõ là rất là nhiều nghiên cứu về mạng xã hội. Nhóm 5 lại ít ít nghiên cứu hơn. Thì nhóm 5 phải làm cực hơn. Cực hơn chút xíu, nhưng mà nhóm 5 cũng rất là như là quảng cáo độc hại nè, lừa gạt nè, lừa đảo nè. Không? Chiêu dụ mê tín này, cái phái như vụ án ông Võ Hoàng Yên gì đó, cái phái không? Võ Hoàng Yên có hỏi lừa gạt biết bao nhiêu người để mà trị bệnh mà thiếu khoa học đó, cái phải không? Những cái giáo điều rồi mê tín, nhất là mê tín này, mê tín nè, ví dụ mình nè, mấy bạn mà có xu hướng mê tín đó, cái dễ bị độc, dễ bị rơi vào mấy cái bẫy của mấy cái người mà chuyên dụ á, tương lai của mấy đứa nè không có cái gì đâu, mấy đứa là thất bại hoàn toàn, tương lai là tăm tối mịt mù lắm, bây giờ mà muốn giải hạn là phải cúng, phải nạp tiền để thầy cúng, thầy cúng là mấy đứa phải dâng hiến nữa, dâng hiến cho thần linh thì mấy đứa mới được là gì, giải hạn mới được, mới có được cái tương lai mà tốt, thấy không? Thấy mấy ổng vụ không? Rất là nhiều là vụ như vậy. Rất là nhiều người bị. Nha. Số lượng cũng không ít đâu. Những người bị vụ về mê tín, tâm lý, lừa đảo. Đó là phía bên nhóm 5 ấy ha. Thầy đi vụ được không? Thầy nói vậy thầy đi vụ được không? Rồi. Rất là nhiều ha. Rất là nhiều vấn đề. Rồi vậy thì khi mình làm việc mình làm như thế nào nè? Các em chia việc ra. Làm việc nhóm này, chia việc nhóm. Ví dụ như vấn đề sống ảo, vấn đề giao tiếp xã hội, chia nhiều việc ra. Chia nhóm xong, nhóm trưởng và các bạn cùng nhau đưa ra các khía cạnh của cái vấn đề, của cái chủ đề của mình. Ví dụ như tác hại của sống ảo, tác hại của việc hồ nhau ném đá, rồi tác hại của việc câu view là cái gì đó. Ha, chia nhiều việc ra, mỗi cái khía cạnh và mỗi người làm một khía cạnh. Hay là hai người làm một khía cạnh, ví dụ sống ảo. Sống ảo là vấn đề lớn nè, hai người làm một cái khía cạnh sống ảo. Thì hai người này có trách nhiệm là tìm kiếm tài liệu, số liệu minh chứng, các nghiên cứu. Ha, các nghiên cứu mà các em tìm bằng tiếng Anh á, lớp mình là tìm bằng tiếng Anh được nè. Rất là nhiều, các nghiên cứu bằng tiếng Anh, rất là nhiều các nghiên cứu mà đáng tin tưởng cho các em lấy số liệu để các em báo cáo. Rồi, tìm xong là các em phải có trách nhiệm làm bao bôi luôn. Kia là cái phần của người nào người đó tìm hiểu và làm bao bôi luôn, chứ không phải là một người chuyên làm bao bôi, một người chuyên tìm kiếm tài liệu, một người chuyên tìm kiếm hình ảnh và một người chuyên báo cáo. Không có, phần của ai người đó báo cáo, ai làm phần nào là phải báo cáo phần đó và tự làm bao bôi phần đó. Và bây giờ mình không có cần gộp nhau luôn, tại vì sao, mình online mỗi người một nơi mà. Lúc trước là thầy còn bắt các em gộp cái file lại thành một chung một file. À, cũng phải gộp chung một file để nộp cho thầy chứ. Gộp lại chung một file nộp cho thầy. Còn báo cáo thì phần của người nào người đó báo cáo. Các em hiểu không? Ví dụ nhóm phần sống ảo thì ba người làm phần sống ảo thì trong đó phải giao nhiệm vụ một người báo cáo. Hoặc là hai người báo cáo luôn cũng được. Chứ không phải là nguyên một nhóm có một người báo cáo thôi. Rồi nói. Dạ thầy ơi, mình bắt buộc phải làm bao bôi, mình làm video được không? Được, video hay bao bôi cũng được. Các em muốn làm gì các em được. Ok. Miễn cái em báo cáo giống thầy báo cáo là được rồi, không nhất thiết là phải là bao bôi ha, báo cáo hay là được. Báo cáo sao cho
các bạn trong lớp thấy được cái tác hại mà cái phần mình làm. Thế là các em phải cùng nhau tìm hiểu tác hại, mỗi nhóm là một phần rồi các em báo cáo cho nhau nghe. Còn mấy cái tác hại này thầy biết hết rồi, các em báo cáo cho các em nghe. Bạn này báo cáo, nhóm này báo cáo cho cả lớp nghe, nhóm khác báo cáo cho cả lớp nghe, để biết được cái tác hại sâu rộng của nó. Còn mấy cái này hiển nhiên là thầy đã tìm hiểu nhiều, là thầy đã biết hết rồi. Ok không? Rồi thầy chỉ chấm rồi thầy hướng dẫn các em báo cáo. Tại vậy lớp trưởng lớp phó có trách nhiệm chia ngoài cái nhóm 3 ra thì còn lại chia ráng chia đều đều nha. Cho 4 nhóm 1, 2, 4, 5. Nhóm 1 thì ít công việc hơn. Nhóm 1 thì ít tại vì đối tượng chỉ có là gì? Tác hại cho tuổi nhỏ ha, tuổi thiếu nhi. Và tác hại cho đến xã hội nó sẽ bị vô cảm đó nha. Bị coi, xã hội mà nó coi mấy cái này riết rồi đó. Ví dụ như vậy nè, ví dụ như là bây giờ có một cái nhóm cướp, có một thằng quay phim, nó làm nó dàn cảnh giống y như là đang troll người khác vậy đó. Các em hiểu không? Cái là người ta cứ tưởng ô nó đang quay, nó đang quay clip mà nó đang quay clip troll nhau mà có gì đâu phải quan tâm. Mà ra đang cướp thiệt. Các em thấy không? Nó làm cho xã hội nó vô cảm như vậy đó. Đó. Rồi đó là nhóm 1 em. Nhóm 2 thì nhiều lắm, nhóm 2, nhóm 3 là tác hại kinh lắm. Rất là nhiều nghiên cứu luôn ha. Nhóm 2 là nhiều dẫn chứng nhất. Game, phim, truyện, tiểu thuyết, thể thao ha. Nhóm 3, chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn có ai nghe không? Có ai nghe chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn không? Dạ có thì ơi. Thấy chưa? Toàn là bịa ra kể không? Bịa ra kể hoặc là thu thập chỗ này miếng, thu thập chỗ kia miếng rồi kể, nhưng mà ổng có khiếu kể chuyện. Cái người có hiếu kể chuyện cho nên các em nghe các em nghiện, đúng không? Nghe hết chuyện này tới chuyện kia tại vì ổng có hiếu kể chuyện. Nhưng mà đừng có tin ha, mấy cái ma quỷ là không có tin. Rồi sau này có cơ hội thầy sẽ nói về ma quỷ hay tâm linh cho các em nghe sao. Rồi chia nhóm đi, chia nhóm. Còn rồi bây giờ còn thời gian hỏi có thắc mắc gì về mấy cái thông tin này không, cái thông tin độc hại này để thầy nói thêm cho rõ. Còn chia nhóm thì lớp tự hỏi thường chia nhóm ha. Rồi nói đi. Có thời gian cố định không, hay là bắt buộc phải làm dưới 10 phút hay sao 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 thầy? À, mỗi nhóm báo cáo khoảng 10-15 phút, có thể là hơn chút xíu cũng được. Nếu như mà các em cảm thấy là à, bài của em nó cần phải báo cáo nhiêu đây phút này, nói với thầy là thầy cho hết nha. Có nghĩa là nếu như bài mình nhiều á, bài mình nhiều mình có thể báo cáo nguyên một tiết cũng được nữa. Nhưng phải báo cáo hay nha, báo cáo dở quyền tiết rồi trừ điểm phải chịu. Các em có một tháng để làm nha. Có một tháng để làm. Tới ngày 8 tháng 11. Đúng rồi. Thì khoảng đó. Nhóm nào xong thì báo cáo trước. Báo cáo trước cũng được. Nhóm nào xong trước báo cáo trước. Nhưng ví dụ nhóm 1 ít lắm. Nhóm 1 có thể báo cáo trước. Vậy báo cáo tốt có được. Có được gì không thầy? Được cộng điểm. Cái này có điểm mà. Cái này lấy điểm, giờ lấy điểm sao bây giờ thi giữa kỳ là một cột rồi. Mà mình có một cột thôi, số 2 duy nhất thôi. Bình thường thầy lấy một bài này là làm cột số 2 đó. Bây giờ báo cáo vậy rồi giờ cộng vô cho tính cho 3 điểm lý thuyết đi. 3 điểm hay là 4 điểm gì trong điểm thi đi. Được không? Dạ được thầy. À. Thấy 30, chắc 30% điểm thi đi. Rồi cố gắng làm báo cáo ha, còn 70% lại chắc mình thi trắc nghiệm là được rồi. Rồi còn thắc mắc gì vấn đề tâm lý hay vấn đề ô nhiễm thông tin không? Còn thời gian mình nói nè. Chia nhóm thì lớp trưởng tự chia nhóm này, lớp trưởng với lớp phó với lại cả lớp thống nhất nhau chia nhóm ha. Nhóm 5 nó còn vài và chờ vài thông tin nữa, thầy gửi ý đi. À, để thầy gửi file này cho các em. Google dễ xóa rồi. Rồi. Các em vô bảng sự thông. Ở đây là trang web của thầy. Trong đây thầy đỡ quyền cái mục ô nhiễm thông tin này thấy không? Ô nhiễm thông tin. Ghi lại địa chỉ trang web ha. Rồi trong đây các em sẽ thấy cái bài cuối cùng nè. Cái bài đầu tiên thì
Đây là cái bài luận, bài tiểu luận thầy viết lúc mà học ở khoa học xã hội nhân văn ngành tâm lý á. Đây, bài luận này thầy nói về ô nhiễm thông tin. Này, YouTube thầy làm năm đầu năm 2018, lúc đó là YouTube nó chưa có kiểm soát nội dung gì hết. Các em đọc cái phần này thôi là các em sẽ thấy là cái ô nhiễm thông tin cái thời điểm đó như thế nào, kinh khủng như thế nào. Chỉ là YouTube thôi đó, đó nó dẫn tới những cái vậy đó. Không, cứ mà tò mò mà riết riết tò mò mà cứ riết 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 là nó dẫn đến vậy đó. Không, rồi rất là nhiều ha, kéo xuống. Có những hình ảnh không hay, hơi tởm chút xíu thì đừng có đặt, lướt qua nha, đừng có coi ha, đừng có coi mấy cái hình ảnh đó. Tại vì trang mấy cái trang truyện thời điểm đó nó rất là ô nhiễm các em, nó rất là độc hại. Bây giờ là bị nó bị bộ văn hóa thông tin của mình kiểm soát rồi. Rồi, bài viết đầy đủ nó nằm bên Google Site. Tại cái trang web này nè, nó không cho nhiều thêm bài viết nữa, thêm trang nữa, nó không cho thêm trang, nó có cho nhiêu đó trang thôi. Thầy phải bỏ vào Google Site. Rồi Google Site có đầy đủ ha. Và thầy chụp hình, ở dưới thầy chụp hình không? Thầy là miếng copy qua đó, copy qua chỉnh cực quá. Chụp hình thì gửi lên cho lẹ. Rồi đây. Có những cái nghiên cứu mà thầy tìm ở thời điểm 2018, bây giờ 2021 là 3 năm rồi, có rất là nhiều nghiên cứu về những cái vấn đề này. Có thêm nghiên cứu các em tìm được những cái nghiên cứu mới thì tốt. Thì các em chỉ cần gõ vô nè, nghiện game online này, video này, không đầu độc trẻ em, nguy hại từ nội dung phản cảm này, các em thấy không? Các em gõ vô y chang cái này, bỏ lên Google á, là các em sẽ cái mà phần trong cặp dấu nháy kép á, thì các em sẽ tìm được cái tài liệu đó, tài lấy số liệu coi. Mà bây giờ lại có số liệu mới nhiều hơn nha, những cái nghiên cứu mới 3 năm rồi. Rồi trong đây những cái mục này, những cái chủ đề này, hãy có bỏ mấy cái clip mà của các nhóm trước, là các anh chị lớp trước á dạy bài này nay nè, từ 2017 rồi, 2017 nay là 4 năm rồi, nên có nhiều clip thầy cũng không up hết được, thầy cũng không up hết. Rồi vô cái kênh bên YouTube đó, là các em sẽ có được cái danh sách tất cả các clip mà up trong cái ô nhiễm thông tin này. Nhiều bạn sự thông nha. Đâu rồi, ô nhiễm vô danh sách, danh sách những tin cái đầu tiên thầy up lên trong cái kênh này. Rồi, rất là nhiều clip ha, nhiều clip. Ngày xưa là nhóm 3 với nhóm 2 là thầy gặp chung, nhóm 3 nhóm 2 gặp chung, nhưng mà thầy thấy nó không đủ ha, cho nên tách ra. Bây giờ thầy tách ra là nhóm 2 riêng, nhóm 3 riêng. Ngày xưa nhóm 2 nhóm 3 là chung ha. Trong đây cũng có những clip là nhóm 2 nhóm 3 riêng. Rồi từ từ tham khảo ha, trong lúc tham khảo mà có hỏi gì đó, cần hỏi gì đó trong lúc làm bài á, thì cứ nhắn tin Zalo hỏi, mà nhắn mà thầy không có trả lời thì gọi, tại vì Zalo của thầy bây giờ nó tùm lum tùm la lắm, rất là nhiều cái Zalo nó nổi lên hàng ngày, rất là nhiều nhóm, rất là nhiều người gửi, cho nên đôi khi mà các em cảm thấy gấp á, các em gọi là chắc chắn nhất, tại thầy không có ôm điện thoại, với lại thầy tắt cái tin thông báo luôn rồi.